Cuối tuần là đông nhất. Hồi đó đi chơi biết mà. Thời đó là sướng nhất á, được đợi cái này đâu á. Lúc đó là do có YouTube á. Vừa trúng thời điểm ấy chứ. Mày yên xui lắm, mày mới vô học mấy nhà cái sang cái dịch nghỉ tới mấy tháng luôn. Mới vô học với mới học mấy ngày. Hồi năm yên vô 2021 thôi. Mất là 20. Mà hay đi chơi một lúc, ví dụ từ lo mình có nhiều tiền á, thì mình đi chơi còn ít tiền thì mình án có rồi đi chơi gì, đi chơi hết lần. Mùa khó, thì anh là xong rồi chứ.
Mm-hmm.